em to gan thật đó. Không sợ cậu ta biết sao? Biết rồi thì sao? Sống chung với nhau 1-2 năm rồi, đụng cũng không dám đụng vào em. Đã là thời đại nào rồi, còn chơi trò tình yêu đích thực? Bà đây không thèm chơi cái trò đó đâu. Vậy em thích ăn cái bao nào đây? Phan Tiểu Liên, Hai người đang làm cái trò gì vậy? Anh nói xem, hai người ở trên giường còn có thể làm gì nữa? Trương Bảo à, cậu về cũng rất đúng lúc đó. Bao còn chưa dùng đến nữa. Hai người ép người quá đáng. Tôi, đồ vô dụng. Tôi xử hai người, tôi tiễn hai người lên đường. Tưởng mình là cái gì mà dám như vậy hả? Tiểu Liên à, anh mới là bạn trai của em mà. Anh nghe kỹ cho tôi, từ giờ trở đi thì không còn nữa. Tại sao? Tại sao chứ? Anh đã làm gì sai? Em nói cho anh biết, anh thay đổi không được sao? Anh còn có mặt mũi hỏi vì sao hả? Anh hãy nhìn lại cái dáng vẻ nhu nhược bây giờ của anh đi. Anh không kiếm ra tiền thì đã đành rồi. Ngay cả việc tối thiểu nhất của cuộc sống hôn nhân anh cũng không thỏa mãn được. Chỉ biết làm một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Hai năm qua anh cố gắng làm việc, anh cố gắng kiếm tiền. Em muốn cái gì anh cũng mua cho em. Ngoài trừ viện phí của mẹ anh ra, còn lại bao nhiêu tiền anh đều đưa cho em. Anh tận tâm tận lực bảo vệ em, yêu thương em. Cuối cùng em coi anh như một con chó đúng không? Tôi nói cậu này, nói cậu là một con chó dính chủ, đã là coi trọng cậu rồi. Ít ra chó còn biết giao phối. Còn như cậu đây, một tên nghèo hèn yếu sinh lý, thậm chí còn không bằng một con chó. Hai người câm miệng, tôi sẽ xử lý hai người. Đánh đi, đập vào đây này. Làm sao? Không dám đập à? Sợ đền tiền phải không? Cũng đúng thôi, cậu còn có một người mẹ già bệnh nặng đang nằm viện, sợ là viện phí cũng không đủ đúng không? Quả nhiên Tiểu Liên nói không sai, cậu đấy chỉ là đồ bỏ đi. Anh yêu à, người ta không muốn ở trong căn nhà rách nát này nữa. Anh dẫn em tới biệt thự có được không? Được. Từ nay về sau, người ta sẽ phục vụ cho anh thật tốt. Không thành vấn đề. Đi thôi. Lẽ nào có tiền thì muốn làm gì cũng được, không có tiền thì sẽ bị người ta khinh thường sao? Âm thanh gì đây? Thật thoải mái. Thật không ngờ phu nhân chủ tịch lại chơi lớn như vậy.
vào đi. Phu nhân, cô tìm tôi, ngồi đi. Ngồi. Sao lại ngồi xa vậy chứ? Sợ tôi ăn thịt cậu sao? Lại đây. Ngồi gần chút. Gần thêm chút nữa. Đúng rồi thưa phu nhân. Cô tìm tôi, có việc gì không? Tôi nghe nói cậu vẫn còn là một con chim non. Cô hỏi chuyện này để làm gì vậy? Bây giờ tôi đang hỏi cậu, cậu chỉ cần trả lời là đúng hay là không thôi. Tôi đúng ạ. Rất tốt. Chỉ thích kiểu như cậu đó. Cậu bé trong sáng, ngây thơ. Hóa ra cậu thích cái này sao? Xin lỗi phu nhân. Cô xinh đẹp quá rồi, tôi không kìm lòng được. Cái miệng nhỏ này thật ngọt nha. Tôi luôn thắc mắc, cậu vào công ty cũng hơn 2 năm rồi, năng lực làm việc cũng không tệ, nhưng tại sao vẫn là một nhân viên bình thường nhỏ bé chứ? Thưa phu nhân, tôi nói thật với cô vậy, mấy người làm công vừa không có chống lưng, vừa không có bằng cấp như chúng tôi, muốn được thăng chức không dễ dàng như vậy đâu. Vậy nếu như bây giờ tôi cho cậu một cơ hội thăng chức thì sao? Thật sao? Ngồi xuống rồi nói. Ngoài việc cho cậu cơ hội được thăng chức ra, tôi còn cho cậu thêm một thứ nữa. Trong tấm thẻ này có 1 triệu, toàn bộ đều cho cậu. Nhưng điều kiện là cậu phải giúp tôi sinh con. Sinh con. Thẩm tổng à, với thân phận của cô, không cần thiết phải đùa kiểu này chứ. Tôi đâu có đùa với cậu đâu. Trước đây tôi đã tìm kiếm hàng nghìn đối tượng mang thai hộ, đều không phù hợp với yêu cầu của tôi. Duy nhất có cậu. Cho dù là sinh thần bát tự hay là tình trạng thể chất, tôi đều rất vừa ý. Không phải, nếu chuyện này bị truyền ra bên ngoài, e là có chút. Cậu chỉ cần làm theo lời tôi, còn những việc còn lại tôi sẽ tự lo liệu ổn thỏa. Xin lỗi phu nhân, tôi không thể đồng ý với cô được. Nguyên nhân, bởi vì tôi có bạn gái rồi, tôi rất yêu cô ấy. Thật không ngờ cậu vẫn còn là một chú cún con ngây thơ đó. Nhưng mà tôi nghe nói cô bạn gái đó của cậu có vẻ như hành vi không được đứng đắn cho lắm. Thẩm tổng à, lời này của cô là có ý gì? Có một số việc tốt nhất là không nên nói quá rõ ràng. Tôi biết mấy chuyện này cậu khó mà có thể chấp nhận ngay được. Thế này đi, tôi sẽ cho cậu một ngày để suy nghĩ. Nghĩ kỹ rồi thì đến tìm tôi. Tôi sẽ ở khách sạn Hoa Hồng đợi cậu. Thẻ phòng khách sạn Hoa Hồng. Trong tấm thẻ này có 1 triệu, toàn bộ đều cho cậu. Nhưng điều kiện là cậu phải giúp tôi sinh con. Nghĩ kỹ rồi thì đến tìm tôi. Tôi ở khách sạn Hoa Hồng đợi cậu. Thank you.
tới rồi sao? Thưa phu nhân, tôi... Chúng ta bắt đầu nào. Tiểu Bảo à, sao cậu lại căng thẳng thế? Chị cũng đâu ăn thịt cậu đâu. Phu nhân à, tôi có chút khác. Thì ra là khác rồi sao? Được, tôi đi lấy nước cho cậu. Trương Bảo à, mày nhất định phải kiên trì. Để thanh toán được 500.000 phí phẫu thuật, mày nhất định phải kiên trì. Cậu làm gì mà sốt ruột vậy chứ? Vào phòng tôi. Trở nên đói khát như vậy sao? Có phải là chai nước này quá nhỏ nên không đủ uống không? Không sao cả. Trên người tôi còn giấu hai cái to nữa này. Đợi một lát cho cậu uống đủ nhé. Cái gì? To? To cơ? Cái gì to vậy? Cậu đúng thật là một người mới cái gì cũng không biết nhỉ. Nhưng mà không sao cả. Tôi biết. Để tôi dạy cậu. Vào phòng tắm tắm rửa đi. Để cho tôi chuẩn bị một chút. Nhiều trò tiêu khiển thế này. Đợi lát nữa chúng ta sẽ chơi từng cái một. Không đúng, phu nhân à. Tôi có hơi căng thẳng. Lần đầu căng thẳng là chuyện bình thường mà. Không sao đâu. Sau này sẽ quen thôi. Được. Được rồi. Nhưng mà phu nhân ơi, cô có thể đừng nhìn chằm chằm tôi nữa được không? Được rồi. Không nhìn cậu nữa là được chứ gì. Người trẻ thật là ngon. Ông xã, alo, Kiều Kiều à, sao anh lại nghe người ở khách sạn nói em đã thuê một phòng nhỉ? Em, sao vậy? Sống ở biệt thự không thoải mái, nên phải ở khách sạn sao? Ở biệt thự lâu rồi, nên đổi qua ở khách sạn tìm cảm giác mới mẻ, không được sao? Được. Em ở đâu cũng được, chỉ cần em vui vẻ là được. À đúng rồi, gửi số phòng cho anh, anh sẽ lên đó ngay. Anh đang ở khách sạn sao? Đúng vậy. Ra đây, cậu mau ra đây. Sao vậy? Cậu mau tìm một chỗ trốn đi. Trốn sao? Sao lại phải trốn vậy? Lẽ nào là phu nhân muốn chơi trò trốn tiền với mình sao? Người có tiền thật biết cách chơi mà. Cậu đừng hỏi nhiều vậy nữa, nhanh chóng trốn đi. Trốn ở đâu đây? Tôi. Kiều Kiều à, đợi một chút. Ai vậy phu nhân? Chồng của tôi. Chủ tịch sao? Em đang bận cái gì vậy? Hôm nay em ăn mặc gợi cảm thế. Sao vậy? Tình trạng bản thân mình thế nào? Anh còn không rõ sao? Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy rồi, chỉ vì chút lý do này mà em ghét bỏ anh sao? Em không được ghét bỏ sao? Kết hôn nhiều năm như vậy mà ngay cả một mụn con em cũng không có. Anh có biết em phải chịu đựng bao nhiêu áp lực không? Em có áp lực, còn anh thì không có áp lực sao? Kích thích thật đó. Không ngờ mình lại có cơ hội được nhìn thấy chủ tịch trổ tài. Chỉ là không biết chủ tịch có thể kiên trì được bao lâu. Được lắm. Thà một mình ở khách sạn tự chơi mấy thứ này cũng không muốn để anh động vào em sao? Được. Hôm nay anh sẽ thử xem.
Thảo nào phu nhân lại muốn tiền mình mượn giống. Hóa ra chủ tịch có vấn đề về chuyện này. Tiếc thật đó, cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy, cuối cùng chỉ có thể để cho người khác hưởng lợi. Sao vậy? Mới đó mà đã đầu hàng rồi sao? Hôm nay anh thấy không khỏe, để hôm khác đi. Em mau thay quần áo, đi dự sự kiện với anh. Lại đi dự sự kiện, em không đi đâu. Anh là người quyết định trong nhà này. 10 phút nữa, anh đợi em ở bên dưới. Ra đây đi. Đi chưa? Chuyện vừa xảy ra ban nãy cậu đã thấy hết rồi. Bí mật này không được để thêm một ai biết nữa. Cậu nghe hiểu không? Phu nhân, cô yên tâm, tôi là người biết giữ mồm giữ miệng. Qua đây. Bây giờ chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Phu nhân, có 10 phút quá ít rồi. Hay là chúng ta để hôm khác đi. Vậy thì làm sao? Tôi nghĩ là hôm khác tôi lại đến, được không? Tôi cũng đành vậy thôi. Có đẹp không? Đẹp lắm. Thoải mái thật. Ngơ ra đó làm gì? Bóp vai giúp tôi đi. Nhanh lên. Được. Trương Bảo, kỹ thuật massage của cậu không tệ đấy. Lúc trước tôi đã từng học qua, vì vậy cũng biết một chút ấy mà. Tốt lắm. Sau này có thể giúp chị đây. Massage thư giãn. Sao vậy? Không chịu sao? Đừng quên rằng tiền phẫu thuật của mẹ cậu là do tôi chi đấy. Sao cô lại biết được chuyện mẹ tôi phẫu thuật thế? Vớ vẩn. Tôi khó khăn lắm mới tìm được một người giúp tôi mang thai. Thân phận và gia cảnh của cậu tôi đương nhiên phải điều tra rõ. Nhưng mà cậu yên tâm đi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không có chuyện gì đâu. Thoải mái quá. Trương Bảo, thân hình cậu không tệ nha. Phu nhân, cũng tạm thôi. Nhìn thì cũng ổn đấy. Chỉ là không biết kỹ thuật thế nào nhỉ. Bế tôi lên. Chúng ta về phòng. Khoan đã. Phu nhân, hôm nay tôi không được khỏe lắm. Hay là hôm khác nhé. Không được. Bây giờ cậu là người của tôi, phải nghe lời tôi. Vậy là đúng rồi đấy, em trai nhỏ. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, chị đây sẽ thương cậu. Nhóc lưu manh, có biết là bản thân nên làm gì lúc này không? Không biết.
Chỗ này. Còn cả bên này nữa. Cậu thích ở trên hay là ở dưới? Tôi thích cả hai. Biểu hiện cũng tốt đấy, còn tốt hơn tôi tưởng tượng. Phu nhân, cô không sợ chuyện này sẽ bị chủ tịch phát hiện sao? Yên tâm đi, những chuyện này tôi sắp xếp xong cả rồi. Mấy ngày nay anh ta có phải từng tìm cậu không? Chuyện xảy ra với cậu tất cả đều do tôi sắp xếp đấy. Cái gì? Đều do cô sắp xếp? Không sai. Chỉ có làm vậy mới có thể che tay bịt mắt thiên hạ, đập tan nghi ngờ của chồng tôi. Sau này việc tôi mang thai sẽ trở nên dễ dàng hơn. Phu nhân, cô tính toán chu đáo thật. Hết cách rồi, gả vào hào môn cứ như đi trên một lớp băng mỏng vậy. Làm việc mà không suy tính trước sau thì làm sao có ngày hôm nay được chứ. Xem ra mỗi người đều có cái khó riêng. Nghe nói cậu cùng bác sĩ Bạch kia rất thân nhau nhỉ. Xem ra chuyện gì của tôi đều không giấu được cô. Nhưng tôi cũng nghe nói người theo đuổi cô ấy cũng không ít đâu. Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi. Bác sĩ Bạch, mẹ tôi phẫu thuật thế nào rồi? Cuộc phẫu thuật mới bắt đầu, tình hình thực sự rất tồi tệ. Ý của chị là cuộc phẫu thuật của mẹ tôi thất bại rồi ư? Sao cậu lại không tin vào tay nghề của tôi như vậy? Lúc mới bắt đầu phẫu thuật thực sự có gặp vài vấn đề, nhưng bác sĩ tôi có bàn tay vàng, biến nguy thành an. Kết quả cuối cùng, cuộc phẫu thuật tất nhiên thành công rồi. Chỉ là gì ấy vẫn cần ở trong phòng phẫu thuật quan sát thêm một lúc. Cậu chờ xíu đi. Cảm ơn chị, bác sĩ Bạch. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Sao cậu lại như vậy rồi? Không phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta là bạn bè, không cần phải cảm ơn. Không được. Bác sĩ Bạch, mặc dù chúng ta là bạn, nhưng mà lúc nào nên cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn chứ. Cậu chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à? Hay là như vậy đi, tôi mời chị đi ăn có được không? Sao cậu dạo này giàu có vậy? Mới kiếm được một ít. Vậy tôi sẽ ráng vào cậu một bữa. Tối ngày mai không gặp không về. Hôm nay trông tôi đẹp không? So với bạn gái cũ của cậu thì sao? Chị đẹp hơn. Vậy cậu còn từ chối người ta, không có lương tâm. Đàn ông các cậu không phải đều thích chân sao? Thế nào, có thích không? Đồ nhát gan, thích mà vẫn không chủ động. Bỏ đi, tên ngốc này, như nước đổ đầu vịt. Hay là mình chủ động trước, gạo nấu thành cơm vậy. Phục vụ ơi, lấy cho chúng tôi hai chai rượu vang. Dạ vâng. Không phải, bác sĩ Bạch, chị muốn uống rượu à? Không phải cậu muốn cảm ơn tôi sao? Chỉ đi ăn thôi thì làm sao được? Cũng đúng. Nhưng mà hai chai rượu vang có hơi nhiều quá không? Tôi uống được lắm đó. Tối nay chúng ta không say không về. Không được. Bác sĩ Bạch, chị uống từ từ thôi. Sao cậu vẫn chưa uống hết nữa? Chị vẫn muốn uống à?
Sao vậy? Cậu không uống được nữa sao? Tôi... Cậu có phải đàn ông không vậy? Bác sĩ Bạch, chị có sao không? Tiểu Bảo, tôi chóng mặt quá. Chị xem chị, trữ lượng của mình không tốt mà cứ muốn uống. Bỏ đi, không còn sớm nữa, để tôi đưa chị về nhà. Từ từ thôi. Bác sĩ Bạch nhìn cũng đâu có béo, sao lại nặng như thế? Chẳng lẽ nóng thật đó? Nóng sao? Tôi đi mở cửa sổ cho chị nhé. Khát quá. Khát sao? Tôi đi rót nước cho chị nhé. Hôm nay đừng mơ thoát khỏi lòng bàn tay của chị đây. Cái gì vậy? Bác sĩ Bạch, rốt cuộc chị có ý gì vậy? Cái này, loại đồ này chị đừng có vứt lung tung chứ. Nóng thật đó. Đã xây thành cái bộ dạng này rồi. Bác sĩ Bạch, uống ngụm nước đi. Nước văng lên người chị rồi. Để tôi lau giúp chị nhé. Bác sĩ Bạch à, tôi có thể giúp chị lau một chút không? Được rồi, tôi lau sạch sẽ rồi. Tôi cũng nên đi rồi. Bác sĩ Bạch à, chị đây là... Sao còn gọi tôi là bác sĩ Bạch nữa chứ? Vậy tôi nên gọi chị là gì đây? Người ta muốn cậu gọi người ta là Uyển Nhi. Uyển Nhi. Tiểu Bảo à, tôi thích cậu. Từ cái đêm cậu cứu tôi ở quán bar thì tôi đã thích cậu rồi. Tôi bắt đầu từ hôm đó, tôi đã thề đời này sẽ làm người phụ nữ của cậu. Trước đây cậu có bạn gái, tôi chỉ có thể ở bên cạnh cậu với tư cách là một người bạn. Nhưng bây giờ cậu đã chia tay rồi, cậu không thể cho tôi một cơ hội làm bạn gái của cậu một lần sao? Nhưng mà tôi... Còn nhưng mà cái gì nữa chứ? Rõ ràng là cậu cũng thích tôi mà, tại sao cậu lại luôn trốn tránh chứ? Trước đây cậu sợ sẽ trở thành gánh nặng của tôi, nhưng bây giờ bệnh của dì đã khỏi rồi, ở bên tôi, cậu còn lo lắng cái gì nữa chứ? Bác sĩ Bạch à, Tiểu Bảo, tối nay ở lại với tôi có được không? Bác sĩ Bạch, tôi... Chị thật sự uống nhiều quá rồi. Không có uống nhiều. Tôi không có mà. Bác sĩ Bạch à, giờ không còn sớm nữa, tôi nên về rồi. Chị nghỉ ngơi sớm đi. Trương Bảo à, cậu có còn là đàn ông không vậy? Tiểu Bảo à, vừa rồi cậu tuyệt thật đó. Có sao? Tất nhiên có rồi, sức làm người ta gãy eo luôn rồi. Nhưng mà tôi rất thắc mắc, đây là lần đầu của cậu à? Cậu chưa chạm vào cô bạn gái cũ kia luôn à? Chưa. Nói như vậy thì tôi là người phụ nữ đầu tiên của cậu sao? Đúng vậy. Thảo nào lúc nãy lại vội vàng vụng về như vậy. Cậu có muốn làm thêm một lần nữa hay không? Chị chắc chứ? Tôi đã học được rất nhiều kiến thức từ các khóa học trên mạng đó. Tôi muốn thử xem.
Ngồi. Trước đây chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Đâu có. Không có. Nhớ ra rồi. Lần trước ở khách sạn, người nhân viên quét dọn. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Kiều Kiều có nói với tôi rồi, lần trước cậu đi tìm em ấy là để ký một bản hợp đồng. Em ấy nhờ cậu giúp đem vứt món đồ đó đi. À, đúng rồi, đúng vậy. Món đồ đó đã được xử lý xong rồi chứ? Tôi đã xử lý cả rồi, đã đem vứt đi hết rồi. Nhớ rõ, cái chuyện đó không được nói với bất kỳ ai. Ông yên tâm, chủ tịch, tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai. Cậu có biết lần này tôi tìm cậu là làm gì không? Không biết. Kiều Kiều nói với tôi, cậu là một người rất có năng lực. Vậy nên tôi để cậu ngồi lên vị trí tổng giám đốc bộ phận kinh doanh. Hy vọng cậu có thể thể hiện năng lực của mình. Cậu không được làm tôi thất vọng đấy. Chủ tịch, cảm ơn ông. Tôi nhất định sẽ không làm phụ lòng sự kỳ vọng của ông. Ngồi đi, ngồi xuống nói. Tôi còn chưa nói xong mà. Giang Sơn tôi là người kinh doanh, cho nên tôi không thể để kinh doanh lỗ vốn. Mà tập đoàn Giang Sơn cũng không thiếu nhân tài. Vị trí tổng giám đốc bộ phận kinh doanh này ai làm cũng được. Cậu hiểu ý tôi chứ? Chủ tịch, con người tôi đây không giỏi ăn nói, nhưng tôi rất biết làm. Chỉ cần là những gì ông căn dặn, tôi nhất định sẽ hoàn thành nó cho ông. Được. Rất tốt. Tôi thích những kiểu người như cậu, rất linh hoạt. Điều tiếp theo, chuyện tôi muốn nói với cậu, không thể để người khác biết. Tôi đây, khi còn trẻ đánh nhau với người khác để lại thương tích, để lại hậu quả. Vậy nên Kiều Kiều tới bây giờ vẫn chưa mang thai được. Tôi đang rất vội, Kiều Kiều cũng vội. Vậy nên tôi muốn cậu giúp tôi. Trời ơi, không lẽ phu nhân đem chuyện mang thai hộ nói cho chủ tịch biết rồi? Chuyện này chủ tịch có thể đồng ý sao? Chủ tịch, vậy ông cần tôi giúp gì? Tôi có một người bạn là bác sĩ y khoa. Ông ấy đã nghiên cứu ra một công nghệ có thể để Kiều Kiều mang thai con của tôi. Nhưng có một điều kiện, là phải tìm một người có DNA khớp với tôi. Tôi đã tìm ở ngân hàng DNA trong toàn thành phố, làm qua nghiên cứu và phối hợp. Và cậu là người hoàn toàn khớp với DNA của tôi. Vì vậy, tôi muốn một thứ trên người cậu. Thứ gì vậy? Không lẽ ông muốn lấy quả thận của tôi? Không đến mức đó. Làm gì đến mức đó chứ? Lấy thận người khác là phạm pháp. Kiến thức cơ bản đó tôi cũng biết chứ. Tôi cần cậu hiến tinh dịch của cậu. Ông muốn tôi hiến? Nhỏ tiếng thôi. Chuyện này không thể nói với bất kỳ ai. Giang Sơn tôi là người có thể diện. Nếu chuyện này để người ngoài biết được, tôi không tha cho cậu đâu. Chủ tịch, ông yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai biết đâu. Được rồi, chuyện bên bệnh viện tôi đã liên lạc với họ rồi. Hôm nay cậu đến bệnh viện làm những việc cần làm đi. Cậu yên tâm, chỉ cần để Kiều Kiều mang thai được con của tôi, tôi còn chuẩn bị cho cậu một món quà lớn. Được rồi, vậy tôi đi đây.
Anh là Trương Bảo sao? Đúng vậy, là tôi đây. Vào trong đi. Được. Tôi đã sẵn đồ ở đó rồi. Cắm thẻ nhớ vào máy tính là có thể xem được rồi. Cô à, cho tôi hỏi một chút, trong cái thẻ nhớ này có gì vậy? Đương nhiên là tài liệu học tập rồi. Cái này mà anh cũng không biết nữa. Đồ ngốc. Tài liệu học tập sao? Khiếp. Đây là tài liệu học tập sao? Đã nửa tiếng rồi. Cái tên này lợi hại nhỉ. Anh xong chưa vậy? Nhưng mà cái này bình thường quá. Tôi không có cảm giác gì cả. Không có cảm giác gì sao? Thôi bỏ đi. Hãy để tôi giúp anh. Cô sao? Cô giúp tôi kiểu gì đây? Tất nhiên là dùng cái này rồi. Dùng cái đó sao? Đừng đùa chứ. Tôi thấy nó không phù hợp lắm. Thời đại nào rồi? Sao tư tưởng vẫn còn phong kiến như vậy? Hơn nữa, tôi là đang thực hiện công việc. Đừng suy nghĩ bẩn thỉu như vậy, được không? Tôi vẫn cảm thấy hơi không thích hợp. Bớt phí lời, đứng lên đi. Cái tên này chịu đựng giỏi thật. Tay của mình bị tê hết rồi. Sao thế? Bác sĩ Bạch, tôi gặp phải một con quái vật. Quái vật gì chứ? Ở đâu? Đang ở bên trong đấy. Anh ta ngồi trước máy tính, tự xử nửa tiếng đồng hồ. Xong tôi cũng giúp anh ta thêm nửa tiếng nữa. Vậy mà chẳng có chút phản ứng gì cả. Chỉ nói xem anh ta có phải quái vật không. Tiểu Bảo, bác sĩ Bạch, chị biết anh ta sao? Cậu ấy là bạn của tôi. Nhưng mà điều khiến tôi tò mò là tại sao cậu ấy lại đến nơi này. Hình như là do chủ tịch của tập đoàn Giang Sơn giới thiệu đó. Còn lý do cụ thể là gì, viện trưởng không có nói cho tôi biết. Nhưng mà chuyện này nhất định phải giữ bí mật đấy. Chủ tịch của tập đoàn Giang Sơn sao? Tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Đưa bao tay cho tôi, để tôi giúp cậu ta. Bác sĩ Bạch, như vậy không được đâu. Có gì mà không được chứ? Chị là bác sĩ chính, làm sao có thể để chị làm mấy chuyện này chứ? Tôi là bác sĩ chính, nhưng mà tôi cũng là bác sĩ của bệnh viện này. Tôi phải chịu trách nhiệm với tất cả bệnh nhân. Hơn nữa, tất cả công việc y tế đối với tôi đều không có sự phân biệt nào cả. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Cô yên tâm, mấy chuyện này tôi có kinh nghiệm hơn cô nhiều. Vậy được. Bác sĩ Bạch, chị có làm được không vậy? Tất nhiên là được. Không có ai phù hợp với công việc này hơn tôi. Sao vậy? Cậu sợ tôi đến vậy sao? Ngẩng đầu lên đi. Đầu mà chị nói là cái đầu nào vậy? Tên nhóc này, học hư rồi phải không? Dám nói chuyện bậy bạ ở trước mặt tôi. Đây không phải là học từ chị sao? Cậu đã học gì từ tôi nào? Chị đã quên những kiến thức mà chị đã học ở trên mạng rồi sao? Cặn bã này, ngứa đầu mà. Thôi được rồi, vào chuyện chính đi.
Chị có cách là giúp được tôi không? Nếu tôi không giúp cậu thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ để cho cô bé y tá đó tiếp tục chịu khổ sao? Cũng không còn cách nào khác. Tôi chẳng có chút cảm giác gì với cô ta cả. Được rồi, đừng nói nữa. Có thấy xấu hổ không? Không phải chứ. Chị đang làm gì vậy? Các biện pháp thông thường không có hiệu quả với cậu. Thì tôi sẽ dùng một số biện pháp mạnh hơn. Mang tất chân cho tôi đi. Vẫn là chị. Biết nhiều thứ hơn. Xong rồi sao? Dễ như trở bàn tay. Bác sĩ Bạch đúng là lợi hại. Đây. Đây là chuyện gì thế này? Bác sĩ Bạch y thuật cao minh. Tôi bái phục luôn. Hai người này có quan hệ không bình thường đâu. Bác sĩ Bạch, chị sao vậy? Sắc mặt tệ quá. Cậu không nghĩ cậu nợ tôi một câu giải thích sao? Giải thích gì chứ? Tại sao chủ tịch của cậu lại muốn cậu đến hiến tinh chứ? Chuyện này mau nói đi. Không được. Bác sĩ Bạch, tôi đã hứa với chủ tịch là không để cho ai khác biết chuyện này. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến danh dự của ông ấy. Bí mật gì chứ? Không được. Tôi không nói được đâu. Thật ra không cần cậu nói thì tôi cũng biết. Chủ tịch của cậu không thể sinh con. Sao chị biết? Không có bức tường nào kín gió cả. Ông ấy thường đến bệnh viện chúng tôi để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ đều biết. Chỉ là vì thể diện, không có ai nói ra mà thôi. Cũng khó trách. Có lẽ là ông ta vẫn cảm thấy không có ai khác biết được, coi mọi người là kẻ ngốc. Nhưng mà điều tôi không ngờ là người được chọn lại là cậu. Tôi cũng đâu có ngờ. Có lẽ đây cũng là một điều kỳ diệu. Phải rồi, 500.000 tiền phẫu thuật đó có phải chủ tịch của cậu cho cậu không? Không sai. Nhưng mà nhân tiện tôi nói cho chị biết một tin tốt. Tin tốt gì chứ? Tôi được thăng chức rồi. Thật sao? Chủ tịch vì để tôi giữ kín bí mật đã bổ nhiệm tôi làm giám đốc kinh doanh đấy. Tốt quá rồi, chúc mừng cậu. Chuyện vui như thế này phải mời tôi ăn cơm đấy. Thôi đi nhé, ăn cơm cũng được, nhưng không được uống rượu đâu. Tôi cảnh cáo chị đấy. Sao nào? Cậu sợ sao? Tiểu yêu tinh như chị, ai mà không sợ chứ. Cảm ơn đã khen. Tôi sẽ tiếp tục phát huy. Chủ tịch phu nhân. Alo, phu nhân. Một tiếng đồng hồ sau, đến biệt thự gặp tôi. Ai thế? Chủ tịch phu nhân của tôi. Người phụ nữ đó tìm cậu làm gì chứ? Tôi đâu có biết. Cậu có phải có chuyện gì giấu tôi không? Không phải, không có đâu. Tôi bảo đảm, chắc chắn không có. Tôi thề đấy. Nếu để tôi biết được cậu có chuyện giấu tôi thì cậu tới số đấy. Yên tâm đi mà. Không có đâu. Nghe nói cô chủ tịch phu nhân đó mang thai rồi. Vậy sao? Chuyện này anh không biết sao? Không phải. Làm sao anh biết được chứ? Vậy thì tốt. Nhưng tên tiến sĩ Trần đó tay nghề cũng thật lợi hại. Đúng là thật sự rất giỏi. Anh nói xem, đứa con của vợ chủ tịch của anh có phải sẽ rất giống anh không? Đừng. Anh không muốn dính líu đến chuyện xui xẻo đó đâu. Nhìn cái vẻ nhát gan của anh kìa. Bác sĩ Bạch, lâu rồi không gặp. Trần Lực, anh muốn làm gì?
Số tiền cô còn có thể làm gì được? Đi, lên xe tôi đi. Tôi sẽ đưa cô đi chơi. Đồ lưu manh, biến đi. Cô giờ thì hay rồi có phải không? Anh dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ cho anh biết tay. Cậu, tôi nhớ ra rồi. Cậu chính là tên nhu nhược lúc trước bị tôi giật bồ đây mà. Sao nào, vết thương trên đầu lành rồi nên quên mất nỗi đau rồi phải không? Cậu dám đánh tôi, đánh sống rồi sao? Tôi đánh anh thì sao hả? Cậu thì giỏi lắm rồi phải không? Nguyễn Nhi, cô với tên vô dụng này có quan hệ gì mà lại bảo vệ hắn như vậy? Anh ấy là bạn trai của tôi, tất nhiên tôi phải bảo vệ anh ấy rồi. Cái gì? Tên nhu nhược này là bạn trai cô sao? Nếu anh ấy là tên nhu nhược thì anh còn không bằng một tên nhu nhược nữa. Vậy ý của cô là tôi còn không bằng cậu ta sao? Đúng vậy. Ba của tôi là giám đốc của công ty Tuệ Tinh, trị giá hàng trăm triệu. Cậu ta chỉ là một tên đầu đường xó chợ, lấy cái gì so với tôi chứ? Tôi lái xe hạng sang ra đường, còn cậu ta chỉ có thể đi bộ. Khoảng cách giữa tôi và cậu ta lớn như vậy, chẳng lẽ cô nhìn không ra sao? Vậy thì đã sao? Tôi chỉ thích mỗi anh ta. Thích cậu ta chứ gì? Sớm muộn gì tôi cũng xử cậu ta thôi. Nhóc con, cậu cứ đợi đó cho tôi. Tiểu Bảo, sao anh lại? Chuyện giữa anh và anh ta vẫn chưa xong đâu. Thời cơ đã đến. Mình hiện tại có thể coi là đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Vào đi. Trương Tổng, quản lý Từ, có việc gì không? Không có việc gì thì không được đến tìm cậu sao? Trong lúc làm việc tôi bận lắm. Sao cậu lại lạnh lùng với người ta như thế? Dù sao chúng ta cũng làm việc với nhau 2 năm rồi. Chẳng lẽ cậu không có chút suy nghĩ gì về tôi sao? Quản lý Từ, tôi thì có thể nghĩ gì về cô chứ? Trước đây tôi là cấp trên của cậu, nhưng đàn ông các cậu không phải ai cũng thích chinh phục những người phụ nữ quyền lực và có địa vị cao hơn mình sao? Trong giấc mơ mỗi tối của cậu chắc cũng mơ thấy những thứ này rồi chứ? Cậu có cần tôi giúp cậu thực hiện giấc mơ không? Quản lý Từ, sao cô cứ lượng lờ trước mặt người khác vậy? Tôi không quan tâm. Trước mặt tôi, làm ơn cất bộ dạng này đi. Cậu đừng có thô lỗ với người ta như vậy. Muốn gẹo cậu một chút cũng không được. Có việc gì thì nói, còn không có thì ra ngoài. Được rồi, tôi nói, lần này tôi tới là để muốn cho cậu biết một tin tốt. Tin tốt gì? Nói đi. Lại gần đây đi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Cậu không muốn biết à? Vậy thì thôi khỏi. Vừa nhận được thông báo, tập đoàn đã mua lại công ty Tuệ Tinh rồi. Chủ tịch định cho cậu lên nhận chức đấy. Sao cơ? Công ty Tuệ Tinh của Trần gia sao? Đúng vậy. Thấy vui không? Đúng là trời đã giúp mình mà. Cuối cùng cũng cho mình cơ hội rồi. Sao vậy? Bây giờ cậu sẽ không lạnh nhạt với tôi nữa chứ? Quản lý Từ, hôm nay tâm trạng tôi tốt, tôi sẽ không so đo với cô. Đi đi. Trần Lực à, Trần Lực, tôi thực sự rất mong chờ lần tới chúng ta gặp nhau. Trần thiếu gia, 500.000 phim được tôi bắt một người, bắt ai? Khi nào thì cần người? Quy tắc cũ, đưa người này đến nhà máy cho tôi trước 10 giờ tối nay. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ trả cho cậu số tiền còn lại. Hiểu rồi. Trần Lực này đã thích người phụ nữ nào?
thì không một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Alo ba, đừng có quên hôm nay đến tập đoàn Giang Sơn để ký hợp đồng thu mua đấy. Con biết rồi, thưa ba. Lần này có thể đứng chung với tập đoàn Giang Sơn là vinh dự của nhà họ Trần. Chuyện này không được phép làm hỏng. Đã nghe thấy chưa? Ba yên tâm, trong lòng con tự biết tính toán. Alo, bé yêu à, anh sẽ cho em thấy những điều thú vị. Trần thiếu gia, người ta căng thẳng lắm. Đây là lần đầu tiên em được đến công ty lớn như vậy. Tập đoàn Giang Sơn này đứng đầu trong giới doanh nghiệp ở Vân Châu. Lần này nhà họ Trần anh có thể sánh bên tập đoàn Giang Sơn, anh cũng không thể ngờ đến. Lát nữa chúng ta sẽ gặp một người quan trọng, chính là giám đốc mới của Tuệ Tinh. Nghe nói hình như là cấp cao của tập đoàn Giang Sơn. Đây thực sự là một nhân vật quan trọng. May mà lúc đầu em đã sớm đá Trương Bảo cái tên vô dụng đó. Hôm nay mới có cơ hội để đứng ở đây. Chỉ là em không biết người đàn ông đó trông như thế nào. Người đó đến rồi. Trương Bảo, thật là trùng hợp, hai người cũng ở đây. Cô mặc bộ đồ này có vẻ cũng ra gì đấy, nhưng sao cũng không thể che giấu được sự lẳng lơ trên con người cô vậy. Anh dám mắng tôi sao vậy? Trương tổng chúng tôi mới nói hai câu, cô đã không vui sao? Cái gì? Cậu ta chính là Trương tổng, hôm nay sẽ ký hợp đồng thu mua với tôi sao? Đúng vậy. Sao thế? Hình như các người có chút nghi ngờ về thân phận của tôi nhỉ? Không thể nào có chuyện này. Đúng vậy. Sao anh ta có thể là Trương tổng được chứ? Trên đời này không có gì là không thể cả. Có một câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng bắt nạt thanh niên nghèo khó. Có phải các người nhầm rồi không? Trước giờ anh ta luôn làm nhân viên quèn của công ty, mới làm việc có 2 năm. Làm sao mà trong chớp mắt có thể trở thành ông chủ rồi chứ? Đó là bởi vì chủ tịch của chúng tôi có khả năng quan sát tốt, nên đã để Trương tổng nhận chức vị đó. Hơn nữa, anh ấy vừa tiếp quản Tuệ Tinh, trở thành ông chủ của Tuệ Tinh rồi. Ba, ông chủ mới của Tuệ Tinh tên là gì vậy? Không phải ba đã nói với con rồi sao? Ông chủ mới họ Trương, tên là Trương Bảo. Con đã gặp Trương tổng chưa? Trần tổng nói sao? Trương Bảo chính là ông chủ mới của Tuệ Tinh. Vốn dĩ tôi không muốn tiếp quản cái mớ hỗn độn này đâu, nhưng nếu như chủ tịch đã giao vị trí này cho tôi thì tôi phải làm cho thật tốt. Cái này chính là dòng tiền được ghi trên sổ sách của công ty những năm gần đây. Tôi đã cho người điều tra, ít nhất cũng có hàng chục triệu tệ, không biết đã chạy đi đâu. Trần thiếu gia, chắc anh biết rất rõ chuyện này nhỉ? Cậu đã biết những gì rồi? Những gì nên biết tôi đều biết cả rồi. Nếu như anh không muốn ba anh biết chuyện này thì anh biết nên làm gì rồi chứ? Đừng nói với ba tôi, nếu ông ấy biết chuyện này, ông ấy nhất định sẽ xử tôi. Chuyện này phải xem biểu hiện của anh nữa. Vậy cậu muốn tôi làm gì? Trần thiếu gia, anh là người thông minh, chắc là không cần tôi phải nói đâu nhỉ? Trần thiếu gia, tránh ra, sao anh lại quỳ trước mặt anh ta? Trương tổng, là do con đàn bà này dụ dỗ tôi nên tôi mới bị mê muội đầu óc. Xin lỗi anh, xin anh hãy tha cho tôi, vẫn chưa đủ. Đã đủ chưa? Vẫn chưa đủ. Bây giờ đủ chưa? Đứng dậy đi. Vậy cái hợp đồng này, trước khi sổ sách của công ty được làm rõ thì tôi sẽ không ký vào bản hợp đồng đó đâu. Cho nên hãy chuyển câu này đến ba của anh nhé. Anh đang chơi tôi sao? Tôi chơi anh đấy thì sao? Được.
Anh hay lắm. Tiểu Bảo, em biết là em đã sai rồi, em có lỗi với anh. Em không ngờ là bây giờ anh lại lợi hại như vậy. Em biết trước đây là do em không tốt. Em xin anh, xin anh hãy cho em thêm một cơ hội nữa. Bộ dạng bây giờ của cô thật khiến tôi kinh tởm. Sao lại không nghe điện thoại nhỉ? Đáng ra thì giờ này cũng đã tan làm rồi mà. Mấy anh à, mấy anh tính làm gì vậy? Có người đã bỏ ra số tiền lớn muốn chúng tôi đem cái chân của anh về đấy. Cũng thú vị. Sao các người không nói ra xem thử là ai đã thuê các người đến? Quy tắc giang hồ anh không cần phải biết đâu. Tôi phải nhắc nhở mấy người một câu, tốt nhất là bỏ cái ý định đó đi. Nếu không thì các người không có kết cục tốt đẹp đâu. Anh đang dọa chúng tôi sao? Những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu như các người thật sự ra tay thì tôi sẽ chơi cùng với các người. Lên cho tôi. Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này mà dám vác mặt đến tìm tôi sao? Đừng, đừng đánh nữa mà. Tôi nói cho anh biết một bí mật. Bí mật gì? Bạn gái của anh bị người của Trần Thiếu Gia bắt đi rồi. Anh nói gì cơ? Trần Lực, anh đã cho tôi uống thứ gì vậy? Tất nhiên là thứ khiến cho cô hạnh phúc rồi. Có phải bây giờ cô đang cảm thấy mình sắp bay lên rồi không? Nóng, nóng quá. Nóng là đúng rồi. Nhưng mà lát nữa, lát nữa tôi sẽ lột sạch quần áo của cô thì cô sẽ hết nóng thôi. Cô dám cắn tôi phải không? Cô ngoan ngoãn một chút cho tôi. Nếu không thì đợi sau khi tôi chơi xong, tôi sẽ kêu người luân phiên đến chơi cô đấy. Cô ngoan ngoãn một chút cho tôi. Đừng có cử động lung tung. Nếu anh dám động vào cô ấy thì hôm nay tôi sẽ tiễn anh đi luôn. Sao anh lại ở đây? Có phải là anh nghĩ bây giờ tôi đã là một tên tàn phế bị mất hai chân rồi không? Tôi nói cho anh biết, ba tên mà anh tìm đến không phải là đối thủ của tôi. Không thể nào. Ba tên đó là do tôi đã bỏ ra số tiền lớn để thuê mà. Có lẽ là anh không biết, tôi học võ từ nhỏ. Đừng nói là ba người, cho dù có 30 người hay 300 người thì tôi cũng có thể xử lý sạch. Tôi sai rồi, lần này là lỗi của tôi. Xin anh hãy tha cho tôi một lần. Sao thế? Bây giờ biết quỳ xuống van xin tôi rồi sao? Muốn rồi. Anh nhớ kỹ cho tôi, đây là những thứ mà anh nợ tôi. Nguyễn Nhi, em không sao chứ? Tiểu Bảo, là anh thật rồi. Là anh đây. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Đi thôi, Tiểu Bảo. Em nóng quá. Em uống nước để hạ nhiệt đi. Anh sẽ đưa em về nhà liền. Em không muốn uống. Em muốn anh. Không phải, chúng ta đang ở trên xe mà. Có phải ở trên giường đâu. Em làm gì vậy? Đừng mà.